Thiền Minh Sát Tuệ. Hỏi: Kính thưa Thầy, trước kia con có tập tu với Thầy Nhất Hạnh, và sau đó có tập tu Tiểu Thừa Tứ Niệm Xứ do các sư Miến Điện chỉ dạy. Đề mục chính là theo dõi phòng xẹp ở bụng. Con vừa mới hơi quen, thì nay con đổi sang theo hơi thở gió ra vào ở nhân trung. Con có thể giữ theo phòng xẹp được không? Đáp: Được. Nhưng con phải biết áp dụng cho đúng phương pháp hơi thở của Đức Phật. Phòng xẹp là sự hoạt động của cơ bụng do sự hít thở. Sự tập trung vào cơ bụng là ức chế tâm, chứ không có nghĩa là xả tâm. Con nên lưu ý thiền minh sát tuệ Đức Phật không có dạy. Nếu theo dõi hơi thở và chỉ có biết cơ bụng phòng xẹp, thì đó là ức chế tâm. Con nên tránh, nó sẽ đưa con vào thiền tưởng, một loại thiền không có lợi ích gì cho thân tâm. Nếu có tu tập, con nên luôn luôn phải dùng pháp dẫn tâm vào chỗ ly tham đoạn ác pháp. Có như vậy, con mới khắc phục được tâm tham ưu của mình, mới thấy được tâm hồn thanh thản, an lạc của con. Còn nếu chỉ thấy có sự phòng xẹp tĩnh lặng và các trạng thái của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tưởng xuất hiện, thì đó là con đã tu sai rồi. Phải mau mau trở về với hơi thở, nương vào hơi thở mà tu tập 19 đề mục hơi thở như Phật dạy. Phòng xẹp là một phương pháp của thiền minh sát do các sư Nam Tông Miến Điện tưởng giải ra pháp môn này, dùng để ức chế tâm, triển khai tưởng tuệ, mà các sư gọi là minh sát. Khi dùng nó, con phải thiện xảo và khéo léo, luôn luôn phải dùng pháp như lý tác ý, theo động tác phòng xẹp, thì mới có hiệu quả xả tâm.